Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là bản tin thời sự của chúng tôi về cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của anh chị em Ukraine chúng ta. Toàn cảnh vụ giật sập bức tượng hữu nghị đang khiến Mạc Tư Khoa tức giận. Trong nhiều thập kỷ, một vòm lớn bằng titan đã đứng ở trung tâm Kyiv, sừng sững như một cổng chào, trước một bức tượng điêu khắc của hai người đàn ông đang giơ một huy chương gọi là huân chương hữu nghị của các nhân dân trong Liên bang Xô Viết. Công trình hình cầu vồng được gọi là cổng tình hữu nghị nhân dân và được chính phủ Liên Xô làm từ đầu đến cuối và được tặng cho Ukraine vào năm 1982. Như một biểu tượng của mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Cổng vòm ngày càng trở nên gây tranh cãi trong những năm qua khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng. Ví dụ, sau khi Nga xâm lược Crimea vào năm 2014, các nhà hoạt động đã vẽ một vết nứt lớn trên cổng vòm. Và bây giờ, khi Nga tiến hành cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, người dân địa phương đã tranh cãi xem phải làm gì với nó. Một số cư dân Kyiv muốn nó được bảo tồn như một lời nhắc nhở về chiến tranh, trong khi càng ngày càng có nhiều người muốn thấy nó biến mất hoàn toàn. Họ lý luận rằng, cái gọi là tình hữu nghị chẳng qua là bình phong cho một quan hệ thực sự là quan hệ chủ tớ. Hôm thứ Hai, thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko thông báo rằng một quyết định đã được đưa ra. Điều gì xảy ra với vòng hữu nghị nhân dân của Kyiv khi Nga đã xâm lược? Ông nói rằng bức tượng của những người đàn ông sẽ bị tháo dỡ, nhưng cổng vòm vẫn đứng vững, với một số thay đổi, nó sẽ được đổi tên và được đánh dấu bằng màu sắc của quốc kỳ Ukraine. Ông nói, tuần này, chúng tôi sẽ tháo dỡ một tác phẩm điêu khắc bằng đồng của hai công nhân được dựng lên vào năm 1982 để kỷ niệm ngày thống nhất Ukraine với Nga. 8 mét kim loại của cái gọi là tình hữu nghị của hai dân tộc sẽ được dỡ bỏ khỏi trung tâm Kyiv. Sáng ngày thứ Ba, đầu tiên, bức tượng của người công nhân Nga đã bị chặt đầu. Sau đó, toàn bộ bức tượng bị dập sập xuống. Cách thức dập sập bức tượng hữu nghị đang khiến Mạc Tư Khoa tức giận. Vòm hữu nghị không phải là tượng đài duy nhất ở Kyiv mà các quan chức thành phố hy vọng sẽ dập sập xuống hết trong những ngày này. Hôm thứ Hai, thư ký của hội đồng thành phố Kyiv nói với một tờ báo Ukraine rằng họ sẽ đổi tên các đường phố liên quan đến Nga và Belarus. Volodymyr Bondaren cho biết có 279 đường phố và 60 đồ vật, chẳng hạn như đài tưởng niệm và các biển báo ở Kyiv sẽ bị thay đổi. Ông cho biết cư dân thành phố có thể gửi đề xuất đổi tên đường và các đối tượng cần dỡ bỏ trước ngày 1 tháng 5, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn để thay đổi các biển báo vì đây không phải là lúc cho những hành động như vậy. Không ai có ý định lấy sách của các tác giả cổ điển Nga xuống khỏi kệ thư viện hoặc cấm mọi người tham dự các buổi hòa nhạc của Rachmaninoff. Ông nói, nhưng vấn đề tên đường và đài tưởng niệm cần phải được kết thúc. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.